Vâng, trận đấu thứ hai, phô đề Sean của Hoàng Anh Nhi. Có vòi đi rồi, hai vòi luôn. Có cả hiêu, rừng cũng là một rừng già, rừng thờ, rừng dừa đấy rồi, ok rồi. Thế nhà là cũng là theo góc. Quả đây. Quả 6 cây. Hai quả luôn, bài mắc bình. Vâng, xăm cho son. Phô mát. Bài phô đang bài mắc binh rồi, cái thủ hàng bao nhiêu bài này không cần bị dò thêm nữa. Vâng, tầm này đi dò thêm để tìm cái thế nhà thôi. Đồ ăn đã đủ rồi, hai voi, một hươu, hai quả. Đây là Maxe. Vâng, Maxe có hươu to luôn. Vâng, bãi vàng của Maxe có luôn rồi. Quả đầu là quả 6 cây. Đây khả năng gần đây có một bầy hươu, con sư tử đã vừa cắn vừa chết một con đây này. Có vòi đây, câu vòi luôn. Vâng, S này là tính S nhân đôi đấy. 21/24. Yêu 6, 1 vòi. Bãi quả thì đã được bách đường cho bên dưới rồi. Vâng, màn hình máy kết hoàng bao nhiêu bên này cũng đang có thêm 1 vòi nữa, như vậy là 3 vòi. Yêu đầu ít nhất là yêu 5. Vâng, như vậy là Nhất đã tìm thấy bãi quả gần hơn rồi. Không cần ăn bãi quả mà bách như chỉ cho lúc nãy vì hơi xa. Vâng, không ăn thì bách sang. Nhất tìm thấy bãi quả ở đây rồi. Mạnh Hào à, như vậy là Nhất cùng cánh Mạnh Hào. Mạnh Hào là người cầm cho son. Ma cùng cánh cho son. Vâng, BB bò bãi vàng luôn. Ơi, resize luôn rồi. Tỷ số là 1-1.